Trận cầu tâm điểm ở vòng 6 Premier League đã khép lại với màn hủy diệt của Tottenham Hotspur trước Manchester United ngay tại nhà hát của những giấc mơ. Dù trước khi trận đấu diễn ra, tình cảnh của hai đội không có gì chênh lệch khi đều xếp ở vị trí giữa bảng xếp hạng. Nhưng bước vào trận đấu này, Quỷ Đỏ đã trình diễn bộ mặt bạc nhược và chẳng có bất kỳ tinh thần chiến đấu nào. Thậm chí đỉnh điểm của sự thất vọng chính là tấm thẻ đỏ của Bruno Fernandes cùng với chấn thương của tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Nhiều khả năng chiếc ghế của huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ không còn được đảm bảo khi ban lãnh đạo đã chứng kiến hai thất bại muối mặt ngay trên chính sân nhà kể từ đầu mùa giải. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình bình luận sau trận đấu trên Random Football. Trước giờ bóng lăn, có một chút thay đổi về đội hình xuất phát của Manchester United so với trận hòa trước FC Twente giữa tuần qua. Theo đó thì Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo và Matthijs de Ligt đều được xếp đá chính thay cho Harry Maguire, Christian Eriksen và Amad Diallo ở các vị trí tương ứng. Ngoài ra thì trung phong Joshua Zirkzee vẫn tiếp tục được tin dùng ở đội hình xuất phát cùng với thủ quân Bruno Fernandes sau khi cả hai đã nhận về rất nhiều chỉ trích trong thời gian qua. Về phía Tottenham Hotspur, mất mát lớn nhất của họ chính là việc đội trưởng Son Heung-min không thể thi đấu vì chấn thương và thay vào đó thì cựu sao Chelsea Timo Werner đã được trọng dụng bên hành lang trái. Tưởng chừng như đây sẽ là một đòn giáng nặng và tham vọng của gà trống ở trận đấu này, nhưng ngay ở phút thứ 3, họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Trung vệ Mickey van der Ven đi bóng quá thoải mái như chỗ không người trước khi kiến tạo cho Brandon Johnson ghi bàn thắng rất dễ dàng từ tình huống đệm bóng cận thành. Sau bàn thua, thay vì nỗ lực tràn lên tìm kiếm bàn gỡ, thì Manchester United lại chẳng biết cách nào để lên được bóng. Họ truyền hỏng để mất bóng và dơ mặt cho đối thủ thay phiên nhau bắn phá khung thành của Andre Onana. Nếu không có may mắn cùng với sự xuất sắc của ngôi sao người Cameroon, Quỷ Đỏ thậm chí đã vỡ trận ngay từ hiệp 1. Nhưng rồi thì cũng chẳng cần đến bàn thua, thì người hâm mộ cũng đã hiểu kết cục của đội nhà khi mà Bruno Fernandes nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với James Maddison. Và sau đó là Kobbie Mainoo đổ gục xuống sân vì chấn thương gân kheo. Tất cả đã báo hiệu cho một trận thua nặng nề dành cho thầy trò Erik ten Hag khi lần lượt Dejan Kulusevski cùng với Dominic Solanke nổ súng trong hiệp thứ hai để ấn định thắng lợi cho Tottenham, qua đó giúp đại diện phía Bắc London vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, còn đội chủ sân Old Trafford thì tụt lại thêm một bậc nữa. Dấu ấn lớn nhất của Manchester United ở hiệp 2 đến từ những nỗ lực của Lisandro Martinez cùng với pha bóng gây tranh cãi khi mà Christian Romero đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa nhưng không có penalty cho Quỷ Đỏ. Thất bại cả về mặt kết quả lẫn tinh thần đã khiến cho người hâm mộ vô cùng thất vọng, trong khi ban lãnh đạo với đầy đủ dàn nhân sự đã theo dõi rất kỹ trận đấu này và họ sẽ biết mình cần phải làm gì trong thời gian tới. Trước mắt là để vượt qua khó khăn, sau đó là chỉnh đốn lại toàn bộ Manchester United, một tập thể bạc nhược và không xứng đáng khoác lên mình màu áo đỏ này. Bây giờ xin mời các bạn hãy đến với một vài phát biểu trên truyền thông sau trận đấu. Đầu tiên, huấn luyện viên Erik ten Hag đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận. Chúng tôi đã để thủng lưới từ quá sớm và điều này phần nào làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của toàn đội. Sai lầm tương tự như hồi giữa tuần gặp Twente và đó là điều không nên xảy ra. Các cầu thủ đã không thể tìm thấy nhau và gặp khó khăn khi triển khai bóng. Dù sau đó đã có những tín hiệu khởi sắc hơn, nhưng chúng tôi cần làm tốt hơn thế và giờ là lúc hướng đến những trận đấu tiếp theo của mùa giải. Tôi không nghĩ đến chuyện mình bị sa thải, không hề. Tất cả chúng tôi đều quyết định ở lại với nhau, từ giới chủ, lãnh đạo, nhân viên, các cầu thủ và bản thân tôi. Tất cả đều đưa ra quyết định sau khi xem xét rõ ràng những gì chúng tôi phải làm. Để đạt đến thành công thì cần phải mất một quãng thời gian, nhưng chúng tôi vẫn đang làm mọi việc cùng nhau. Trong khi đó, huấn luyện viên Ange Postecoglou tỏ ra rất vui khi có trận thắng tiếp theo trước Manchester United. Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn xuất sắc. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu tốt, ghi một bàn thắng tuyệt vời và có lẽ đáng lẽ phải có 2 hoặc 3 bàn thắng nữa. Áp lực sau đó là rất tốt, khiến Manchester United gặp khó khăn và nhận thẻ đỏ. Sau đó tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt. Đó là một nỗ lực xuất sắc từ tất cả các cầu thủ.
Trong khi đó thì anh trưởng Bruno đã lên tiếng sau tấm thẻ đỏ mà mình phải nhận. Tôi chỉ muốn đến và thực hiện cuộc phỏng vấn theo nghĩa vụ vì đồng đội của tôi xứng đáng với những gì họ đã làm trong trận đấu khi phải chơi thiếu người. Tôi đánh giá rất cao tất cả những nỗ lực mà đồng đội đã làm vì tôi đã khiến họ phải thất vọng. Thực sự đó là tình huống không đáng phải nhận thẻ đỏ. Nếu thẻ vàng thì tôi hoàn toàn chấp nhận. Trọng tài nói rằng tôi đã dùng gầm giày ở tình huống đó, nhưng bản thân không hề có ý định triệt hạ bất kỳ đối thủ nào và mắt cá chân của tôi đã va chạm với Madison chứ không phải là gầm giày. Hôm nay, đội bóng đã thi đấu không tốt và bị trừng phạt vì những sai lầm để rồi mọi thứ dần mất kiểm soát. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, thật sự thì hơn 90 phút tại nhà hát của những giấc mơ chẳng có bất kỳ điểm sáng nào đến từ các cầu thủ Manchester United. Nhưng nếu phải chọn ra một cầu thủ để khen thì đó chính là thủ thành Andre Onana. Mặc cho các đồng đội thi đấu như những cầu thủ nghiệp dư hay là chẳng thể hiện tinh thần chiến đấu vì logo trên ngực áo, ngôi sao người Cameroon vẫn có nhiều pha cứu thua ấn tượng và tránh cho đội nhà khỏi một trận đấu thảm bại toàn diện trước Tottenham Hotspur. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu. Thứ nhất, tương lai của Erik ten Hag sẽ được định đoạt. Thật khó để có bất kỳ lời bào chữa nào dành cho chiến lược gia người Hà Lan sau trận đấu với Tottenham Hotspur vừa qua. Bàn thua đầu tiên lại đến từ pha bóng chẳng khác gì trận đấu với Swansea mà ông đã từng chia sẻ trước truyền thông. Và điều này cho thấy rằng tập thể Quỷ Đỏ chẳng có bất kỳ cải thiện nào sau những bài học được rút ra trên truyền thông. Trách nhiệm của việc này chắc chắn phải ở ban huấn luyện. Ngoài ra, tinh thần cũng như lối chơi của đội chủ sân Old Trafford cũng chẳng có bất kỳ cải thiện nào đáng kể. Và nếu thầy 10 không thể kiểm soát được tình hình, cơ hội để ông ở lại với câu lạc bộ là rất thấp. Ban lãnh đạo đã có mặt đầy đủ trên khán đài và họ đã chứng kiến tất cả những gì Manchester United đã thể hiện cùng với sự thất vọng đến từ người hâm mộ. Chắc chắn Ineos sẽ không thể nào ngồi yên và theo truyền thông xứ sở sương mù, tương lai của Erik ten Hag có thể được quyết định ngay trong tuần này. Thứ hai, Diogo Dalot đã cạn pin. Một trong những cầu thủ cày ải nhiều nhất của Manchester United hơn một năm qua không ai khác chính là Diogo Dalot. Anh đã giữ cho mình thể trạng cực kỳ ổn định để luôn góp mặt trong đội hình xuất phát. Và với tình cảnh thiếu hụt nhân sự ở hành lang cánh, ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục được tin tưởng ở vị trí trái sở trường bên hành lang trái. Dù chơi không quá nổi bật, nhưng những gì mà số 20 thể hiện từ đầu mùa cũng là tròn vai. Tuy vậy thì đến trận đấu với Tottenham Hotspur, dường như là cựu sao Porto đã không còn đủ năng lượng để di chuyển rộng bó vào trong hay là xử lý bóng một cách tốt nhất. Tốc độ cùng với kỹ thuật và lối chơi áp sát đến từ Brandon Johnson đã khiến Dalot không còn là chính mình. Anh liên tục truyền hỏng, bỏ vị trí và biến cánh trái của Manchester United trở thành nơi tấn công chính của Spurs. Không thể trách ngôi sao sinh năm 1999 quá nhiều khi anh phải làm nhiệm vụ trái sở trường. Nhưng có vẻ là đã đến thời điểm Diogo Dalot cạn pin để tiếp tục duy trì phong độ của mình. Thứ ba, Manchester United lại tan hoang lực lượng. Với tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận đấu vừa qua, đội trưởng Bruno Fernandes sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu tới của Quỷ Đỏ khi họ đối đầu với Aston Villa, Brentford và West Ham United. Đây sẽ là mất mát vô cùng lớn với đội bóng, dù tiền vệ người Bồ Đào Nha không có được màn trình diễn tốt từ đầu mùa, nhưng thay thế vai trò của anh không phải là nhiệm vụ dễ dàng với bất kỳ cầu thủ nào, kể cả là Mason Mount, người cũng đã phải rời sân sau pha va chạm mạnh với Radu Dragusin. Rất may là số 7 đã không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng cậu em Kobbie Mainoo thì không may mắn như vậy. Ngay trước khi Bruno gặp thẻ đỏ, anh đã bắt đầu ôm đùi và sau đó là ngồi vật xuống sân và không thể tiếp tục thi đấu. Nhiều khả năng Samai 19 tuổi đã gặp vấn đề về gân kheo sau quãng thời gian phải cày ải liên tục từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Nếu may mắn không quá nặng, anh cũng phải mất từ 4 đến 6 tuần để có thể hồi phục. Một viễn cảnh tan hoang nơi tuyến giữa. Thứ tư, làm ơn hãy chiến đấu vì người hâm mộ. Hình ảnh đáng buồn nhất sau trận đấu chắc chắn phải là những cổ động viên ít ỏi cố gắng ngồi lại sân để theo dõi toàn đội thi đấu. Phần đông thì đã bỏ về sau bàn thua thứ ba vì họ quá thất vọng trước những gì mà Quỷ Đỏ đã thể hiện. Dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, vẫn còn đó những tiếng reo hò cổ vũ, những bài hát liên tục vang lên để khích lệ tinh thần của toàn đội. Nhưng trên sân thì các cầu thủ lại thi đấu chẳng khác gì vấy bẩn con mắt của người hâm mộ.
Huấn luyện viên Erik ten Hag có thể là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất, và không chỉ có ông, toàn bộ những cầu thủ có mặt trên sân ngày hôm nay cũng như vậy. Khi đội nhà bị dẫn bàn, chẳng có bất kỳ động thái tìm kiếm bàn gỡ nào xuất hiện, mà chỉ là sự sợ hãi, lóng ngóng và bạc nhược. Nỗ lực ít ỏi trong hiệp thi đấu thứ hai cũng chẳng đáng là bao, vì khi nhìn sang các đội bóng khác khi chơi thiếu người, họ thậm chí là còn chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn đối với Manchester United, chẳng có gì ngoài hai chữ thất vọng, và các cổ động viên chính là những người đau lòng nhất sau đêm chủ nhật vừa qua. Thứ năm, cơn ác mộng đang dần tái hiện. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, nhiều tờ báo tại xứ sở sương mù đã đăng tải mục tiêu mà Ineos đưa ra ở mùa giải năm nay. Nó chỉ là cho thấy sự tiến bộ, chứ chưa nói gì đến cạnh tranh cho danh hiệu vô địch. Tuy vậy thì sau 6 trận đấu đầu tiên, cơn ác mộng chú tám lại xuất hiện nơi Manchester United. Thậm chí là kết quả còn có thể tệ hơn thế. 6 trận đấu, 3 thất bại, để thủng lưới tới 8 bàn và chỉ ghi được 5 bàn. Đó không phải là màn trình diễn của một đại diện cạnh tranh cho top 4. Chính vì vậy, dù thời gian vẫn còn rất dài, nhưng người hâm mộ nên chuẩn bị tâm lý rằng Quỷ Đỏ chỉ có thể cạnh tranh trong nhóm dự cúp châu Âu mà thôi. Hành trình để tìm lại vị thế vẫn còn rất xa vời, nhất là khi cuộc thanh lọc lực lượng vẫn chưa kết thúc, vì không thể chỉ một mùa hè mà có thể đẩy đi hết những nhân tố không đạt yêu cầu. Thất bại thì cũng đã thất bại, và chờ đợi động thái từ ban lãnh đạo mà thôi. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!